Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Thì hôm nay gia đình của Hoàng Minh có đi tham quan khu du lịch Hà Tiên. Hiện tại thì gia đình của Hoàng Minh đang xuống biển tắm. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng với Minh trải nghiệm đi tắm biển nhé. Như cái nhà thấy thì hiện tại có rất nhiều du khách đang tắm ở biển Hà Tiên. Và vị trí mà gia đình Minh đang tắm đó chính là bãi sau nhé.
Như cả nhà thấy thì đây là hình ảnh những chiếc cano đang chở du khách vòng quanh bãi biển, làm cho không khí rất là vui và náo nhiệt hơn. Ngồi chơi cát đi Ý. Ừ, Thanh vô chơi cát cho Ý nha Thanh. Thích Thanh ơi, Thích Thanh.